Kính thưa quý vị và các bạn, cho đến ngày hôm nay, khu vực 51 vẫn là một nơi bí ẩn chưa được nhiều người biết đến. Vậy nơi đó là gì? Có gì mà luôn bị nước Mỹ che giấu? Trước khi được biết đến rộng rãi là khu vực 51, nó được gọi là nông trại thiên đường, lúc ban đầu và sau đó được thu ngắn thành nông trại. Nằm cách Las Vegas gần 100 km về phía bắc, với diện tích là 920 km2, vùng 51 được coi là nơi bí ẩn nhất trên thế giới. Vùng 51 là một căn cứ không quân tuyệt mật, được thành lập theo lệnh của Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower, hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2 đang được phát triển bởi tập đoàn Lockheed. Cái tên vùng 51 xuất phát từ cách không quân Mỹ gọi cơ sở này. Năm 1955, quân đội Mỹ cho xây dựng cơ sở thử nghiệm máy bay loại mới tại đây, thuộc một phần căn cứ không quân Nellis. Ở đây rất vắng bóng dáng người và tách biệt nên rất thuận tiện để xây dựng một căn cứ quân sự. Vùng 51 nằm bên bờ hồ Grum, vì thế các nhà chức trách còn gọi đây là cơ sở hồ Grum. Nhưng trước năm 1994, quân đội Mỹ luôn phủ nhận về sự tồn tại của máy bay liên quân, nhưng cũng không cho phép bay trên khu vực bầu trời cấm, và tới nay vẫn không muốn tiết lộ về những thông tin liên quan tới khu vực này. Trong nhiều năm qua, vùng 51 không hề có tên trên bất cứ bản đồ hành chính nào tại Mỹ. Mặc dù khu vực này giáp ranh với căn cứ không quân Nellis, nhưng các con đường dẫn tới đây đều trống trơn trên bản đồ. Hình ảnh lần đầu về vùng 51 lộ ra bên ngoài là một bức ảnh chụp từ trên cao do vệ tinh Cometa của Nga chụp được. Theo sự tiết lộ của những tài liệu từ CIA, chiếc máy bay đầu tiên đáp xuống khu vực 51 vào ngày 25 tháng 7 năm 1955. Chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ khu vực này diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1955. Những người làm việc tại nơi này được các máy bay quân sự đón họ từ sân bay Burbank, California vào mỗi sáng thứ hai và trả về vào mỗi tối thứ sáu bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 1955. Vào năm 1957, cơ quan tình báo CIA rời khỏi khu vực 51 và được không lực Hoa Kỳ sử dụng như một nơi để tập luyện phi công điều khiển các máy bay ném bom tàng hình U-2. Trong những tài liệu vừa được công bố, không có dòng nào nhắc đến các vật thể bay ngoài trái đất UFO hoặc các nghiên cứu về người ngoài hành tinh khác. Trong khi các thợ săn UFO săm soi những bức ảnh NASA công bố để tìm kiếm người ngoài hành tinh, thì Scott Waring, nhà sáng lập trang UFO Sighting Daily, đã sử dụng Google Maps và tuyên bố phát hiện một UFO, vật thể bay không xác định, có đường kính lên tới 30 mét gần khu vực S4, gần khu vực 51, căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Cụ thể, kho chứa UFO nằm ở miệng hồ cạn thứ ba bên trái khu vực 51 và UFO trông giống như chiếc Millennium Falcon xuất hiện trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Trong bức ảnh chụp lại, Waring mô tả chiếc UFO chỉ lộ ra ngoài khoảng 30%, còn lại có thể thấy rõ những đường dây dẫn kỹ thuật được gắn vào nó. Vào năm 2010, Waring từng nhiều lần đưa ra bằng chứng về UFO, trong đó có một chiếc đường kính 30 mét ở giữa khu vực 51 và khu vực S4, và còn quay video hướng dẫn người dùng tự tìm bằng Google Maps trước khi chúng bị xóa. Khu vực 51 thường được đồn đoán là nơi lưu trữ những bí mật về người ngoài hành tinh và những dự án tối mật về khoa học vũ trụ của Mỹ. Để chứng minh rằng lý luận của mình là đúng, Scott sử dụng tọa độ đã công bố 6 năm trước, nhưng những gì phát hiện trước đó không còn hiển hiện trên Google Maps. Làm sao có thể kỳ lạ như vậy được, Scott nói trong video. Lần này, Scott lại đăng video hướng dẫn người xem sử dụng chức năng quay ngược thời gian. Khám phá này làm nhiều người quan sát UFO tỏ ra hứng thú. Để lý luận thêm vững chắc, Scott Waring giải thích về cái tên khu vực S4 xuất hiện sau khi Bob Lazar,
Cựu nhân viên tại khu vực 51 tiết lộ về những vật thể bay lạ xuất hiện tại căn cứ hồi năm 1989. Bob kể lại, ông thậm chí từng ngồi vào bên trong và kiểm tra chức năng, sau đó kết luận chúng đều có xuất xứ từ trong không gian. Đừng tin những tài liệu của an ninh Mỹ cho rằng Bob nói dối. Anh ta có thẻ nhân viên, tài liệu và thậm chí mã số thuế chứng minh ông ấy từng làm việc tại đó, Scott nói thêm. Trước đó, cũng có vài trường hợp cựu quân nhân Mỹ lên tiếng về việc chạm trán UFO tại các căn cứ quân sự ở Roswell từ những năm 1970 hay ở vịnh Guantanamo. Một cựu lính thủy đánh bộ mô tả UFO trông giống như đám mây lớn với ánh hào quang màu xanh lặng lẽ trôi trên bầu trời lớn, lớn khoảng 20 đến 30 mét và đột ngột lao thẳng lên bầu trời rồi biến mất. Lời khai của các cựu binh này vẫn được lưu lại trong MUFON, mạng lưới trao đổi thông tin về UFO toàn cầu. Mặc dù sự tồn tại của căn cứ này đã được giữ bí mật trong nhiều thập kỷ, 20 năm trở lại đây, nó đã được chính thức công nhận là một căn cứ quân sự bí mật và tất nhiên là có hẳn cả một chính phủ hợp pháp ở đó. Và những lý do quân sự để giữ bí mật những hoạt động ở căn cứ này và chúng không hề liên quan đến người ngoài hành tinh hay UFO. Suy cho cùng, quân sự cần thiết phải có những nơi tránh xa con mắt của dư luận để thử nghiệm và phát triển trực thăng, máy bay không người lái hay những công nghệ tương tự như thế. Như vậy, điều này không những có thể giữ được sự an toàn cho người dân mà còn tránh tai mắt của các gián điệp của các thế lực đối kháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.